Đây là đám tang của ông lão giàu có vừa qua đời. Hai người con hiếu thảo khiêng quan tài đi chôn. Ai ngờ khi họ khiêng xuống bậc nhà thờ, bất ngờ tay cầm đứt khiến quan tài rơi. Sau cú trở dài, ông lão bay lên trời chui tọt xuống cống. Mọi người đánh đến cống tiễn ông đi bình an. Ông lão qua đời để lại tài sản cho hai thằng con xui xẻo. Thứ nhất là một căn nhà vô cùng cũ kỹ ở ngoại ô. Thứ hai là nhà máy sản xuất dây gai cũ rích sắp phá sản, thường xuyên xảy ra sự cố rối tung rối mù. Vì hai anh em đều ham ăn lười làm, nên không ai muốn điều hành nhà máy sản xuất dây gai. Họ bàn bạc bán căn nhà cũ mà cha để lại, hy vọng vớt vát được chút tiền chia nhau tiêu xài. Ai ngờ khi họ mở bản thiết kế của ngôi nhà ra xem, mới biết đó là một ngôi nhà do kỹ sư vô cùng nổi tiếng thiết kế. Lịch sử hoành tráng cho thấy giá trị của nó ít nhất phải hơn 3 tỷ đồng. Nhưng họ không biết trong ngôi nhà có một chú chuột IQ 200 đang trú ẩn. Cậu ta hàng ngày sống như một ông vua ở đây. Đương nhiên chú chuột tôm sẽ làm mọi cách để ngăn việc bán ngôi nhà. Sáng hôm sau, rất nhiều nhà khảo cổ đến xem, tất cả nhận ra đó là tuyệt phẩm kiến trúc cực kỳ hiếm có. Thậm chí vị công tước giàu có nhất vùng cũng đến xem, bất ngờ nói kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này là đời ông cố nội. Công tước sẵn sàng trả giá 200 tỷ để mua lại ngôi nhà này. Hai anh em nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ngôi nhà này lại đáng giá như vậy. Sau khi thảo luận một hồi, họ nghĩ có thể còn đáng giá hơn nữa. Thế là hai thằng từ chối 200 tỷ. Họ quyết định tổ chức bán đấu giá hy vọng thu về cả ngàn tỷ đồng. Tên công tước bực mình lắm nhưng vẫn phải về chờ đấu giá. Tới đó hai anh em đang chém gió mình sắp phát tài, nhưng khi anh trai vô tình làm rơi quả nho, Tôm ngang nhiên chạy ra nhặt quả đầy vào lỗ chuột. Anh trai nghĩ nhà có chuột khó bán, lập tức lấy bẫy chuột ra, đặt trình hình ngay cửa hang rồi lên giường ngủ một giấc. Tôm tò mò ra muốn lấy quả nho, tiếng bẫy sập mạnh khiến anh em nghĩ con chuột đã chết. Ai ngờ ngày hôm sau trái cây biến mất chỉ còn cái hạt, xem chừng con chuột này không phải tầm thường. Anh trai vừa bàn cách bắt chuột vừa lấy đồ ăn sáng ra, bất ngờ chú chuột xuất hiện ngay trong hộp đồ ăn của họ. Em trai đập chuột lại phang vào đầu anh trai, chú chuột nhân cơ hội đó rời khỏi. Em trai vớ luôn cây búa thép đuổi theo để đánh, anh trai thì cầm được cái chổi đập lấy đập để. Bất ngờ thằng em cầm búa táng thẳng vào tay, quá tức giận thằng anh bóc cổ em lại. Chú chuột nhân cơ hội chạy thẳng vào hang của mình. Hai thằng nhìn vào hang chuột vô cùng cay cú, anh trai David quyết định cắn một miếng bơ làm mồi nhử. Trong lúc hai thằng đang tính toán thì Tôm lăn luôn cả cục bơ đi. Hai thằng cứ mải mê để ý tới cái bẫy không hề hay biết. Đợi một lát sau thì Tôm đã vận chuyển hết miếng format vào tổ của mình. Kết cấu trong căn nhà chú đã học thuộc tất cả đường đi nước bước. Tôm lên giường đắp chăn tính làm một giấc ngon lành. Trước khi ngủ cậu thường ngắm ảnh mỹ nữ mà cậu thích, bất ngờ một chiếc đinh thép xuyên thủng bức tường, ngay sau đó rất nhiều đinh thép khổng lồ xuyên qua, Tôm sợ hãi chỉ có thể chạy trốn. Mà chạy tới đâu đinh thép xuyên tường đuổi theo tới đó. Hóa ra bên ngoài Harry đang dùng máy bắn đinh vào tường, đối mặt với những chiếc đinh nhọn phóng tới, chú chuột nhỏ chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy. Đúng lúc này một chiếc đinh thép bất ngờ chặn phía trước, những chiếc tiếp theo khóa chặt Tôm lại. Chiếc đinh cuối cùng suýt chút nữa chọc thẳng vào Tôm, may làm sao máy bắn đinh lại hỏng, chiếc đinh còn thò đầu ra ngoài một chút. Ngay lúc này Harry định dùng búa đinh đóng vào, anh trai bất ngờ gọi nhờ có việc gấp. Nhờ vậy Tôm may mắn thoát được một mạng. Hóa ra David vừa mua được chiếc bồn tắm mỹ nữ, hai người đang muốn vận chuyển nó lên tầng 2. Đây chính là thời điểm để chú chuột trả thù. Tôm soi qua bình nước phóng to khuôn mặt, hai anh em giật mình khiến bồn tắm trượt xuống dưới. Bồn tắm được đà trượt theo sườn núi khá xa, mãi khi ra tới giữa hồ băng mới chịu dừng lại. Đang khi hai thằng nghĩ là ngon rồi, hồ băng đột nhiên vỡ ra cho hai thằng xuống đáy. Sự cố này khiến hai anh em không thể chịu đựng được, họ quyết định trước khi buổi đấu giá diễn ra phải xử lý con chuột kia càng sớm càng tốt. Thế là hai thằng mua 1.000 cái bẫy chuột răng kín cả nhà. Nhưng đen đủi làm sao khi răng bẫy xong muốn đi ra, bất chợt phát hiện cửa không mở được, kết quả hai thằng phải ngồi trong phòng suốt đêm tới sáng. Tôm ngủ một giấc hôm sau cũng ra khỏi hang, hai anh em nghĩ chú chuột chết chắc rồi. Không ngờ Tôm siêu thông minh dễ dàng len lỏi qua đống bẫy, tiếp theo nó bò theo tường lên tít chiếc tủ trên cao, thực hiện những bước đu dây như tạc răng trong rừng, cuối cùng leo theo bình hoa tới một chiếc lon sắt. Đang khi hai anh em còn đang chưa hiểu, Tôm bất ngờ lấy đà nhảy vào chiếc thìa khiến quả cherry rơi xuống. Rất nhanh quả cherry kích hoạt chiếc bẫy tạo ra vụ sập liên hoàn, hai thằng không tránh khỏi hàng trăm cái bẫy kẹp thẳng vào mặt. Nhân lúc hai anh em còn đang đau đớn, chuột nhà mình ngang nhiên chạy xuống nhà thu chiến lợi phẩm. Điều này thật sự khiến anh trai không chịu nổi nữa, mặc kệ đau con vợ lấy máy hút bụi điên cuồng đuổi theo. Ngay khi chọc máy vào hang ổ, lực hút quá mạnh suýt chút nữa đã khiến Tôm phải bỏ mạng. Hai thằng bên ngoài hào hứng vô cùng, nhưng bên trong Tôm đã nghĩ ra cách đối phó. Cậu kết nối thẳng đầu máy hút bụi với ống nước thải. Hai thằng bên ngoài cứ hút điên cuồng mà không để ý, cảm thấy tắc tắc lại tưởng là bắt được chuột Tôm rồi, mà không biết máy hút bụi đã phình lên toàn phân sắp nổ. Trong khi đó Tôm vội ra cửa sổ nhìn vào, bình chứa phát nổ khiến căn nhà ngập tràn lấy phân. Vừa hay có người đến, hai thằng người đầy phân phải ra tiếp khách. Nhìn thế này khách cũng sợ vãi tè. Quá cay đắng, hai thằng tìm đến nơi bán mèo sát thủ. Căn bản bây giờ tiền không phải vấn đề, họ yêu cầu ông chủ bán cho con mèo nào có lực chiến mạnh nhất. Kết quả ông chủ dẫn tới một chiếc lồng khóa xích cẩn thận. Chú mèo này từng hủy diệt cả ngàn chuột rồi, vì quá mạnh nó được đặt tên là Godzilla. Bình thường phải kích điện ngàn vôn nó mới chịu yên ổn. Hai anh em vô cùng hứng thú vác chú mèo về nhà. Chú mèo không cần hỗ trợ mà tự phá két. Chú ta kéo thùng gỗ đến cửa hang chuột rồi tụt tay vào. Tôm thấy chiếc hộp gỗ tò mò tiến tới, bất ngờ Godzilla phá tung hộp gỗ một cách đáng sợ. Chú mèo cứ vậy đuổi theo Tôm, nhưng vì quá mạnh nên phá hỏng đồ đạc trong nhà. Hai anh em nghĩ lần này quá yên tâm liền lên ô tô rời đi. Ở nhà mèo sát thủ cứ tò tay vào trong hang ổ mà không để ý Tôm đã vòng ra sau từ bao giờ. Cậu đẩy cái bẫy sập vào đuôi chú mèo khốn khổ, chú mèo đuổi theo bị sập thêm vài cái bẫy nữa. Điều này khiến Godzilla điên tiết thật rồi. Thấy Tôm chui vào trong thang máy đồ ăn, mèo sát thủ không nghi ngờ cạy cửa theo vào. Kết quả Tôm cắn đứt dây cho chú mèo rơi xuống đau đớn. Hôm sau hai thằng trở về thấy căn nhà vô cùng lộn xộn, thấy mèo sát thủ không ăn thua, họ lại bỏ ra cả 100 triệu đồng mời về chuyên gia bắt chuột. Mà vị chuyên gia này không hề tầm thường, chỉ ăn phân chuột đã biết đây là chuột đực.
Sau đó anh ta lấy camera siêu nhỏ luồn vào trong hang chuột, tông trước tiên cán dây cho camera mất kết nối, tiếp theo xuống phía dưới kéo dây của ông ta đi rất xa. Vị chuyên gia không hề hay biết vẫn đang miệt mài rửa. Ai ngờ bên dưới tông đã kết nối nó vào cáp của xe, tông gạt cần khiến ô tô bắt đầu thu hồi cáp. Cứ vậy kéo vị chuyên gia này cày hết cả sàn nhà, kéo từ tầng 3 xuống tầng 2 phá hỏng cầu thang, xuyên tới tầng 1 phá hết các cầu thang chính. Dây cáp kéo ông ta một mạch tới gần chiếc xe mới chịu dừng lại. Tôm đã chờ sẵn ị cho ông ta một cục phân vào miệng rồi rời khỏi. Bên này hai anh em đang trên đường về nhà. Khi về tới nơi phát hiện chuyên gia đang được đưa đi cấp cứu, ông ta chỉ kịp gào lên con chuột đó quá thông minh. Phía cảnh sát nói rằng có ai đó gọi cấp cứu, hai anh em chợt hiểu đó là chú chuột Tôm đã gọi. Họ vào trong nhìn căn nhà hoang tàn mà chán đời. Đang lúc chưa biết làm sao, bất ngờ có âm thanh từ nhà bếp thu hút hai người tiến đến. Có vẻ như chú chuột đã tự mình làm một chiếc bánh mì pate. Đang phít định cầm thì chiếc bánh mì chợt di chuyển. Em trai cầm chiếc chảo đập thật nhanh, kết quả kệ gỗ sập xuống khiến hai thằng khốn khổ. Anh trai sao có thể chịu được cơn tức này? David điên cuồng giật đuổi con chuột. Thấy con chuột chui vào ống khói, anh cũng leo vào theo, nhưng ống khói quá chật khiến anh kẹt lại. Em trai dùng đèn pin soi nhưng đèn hết pin. Thấy vậy chú chuột liền mở nắp bình ga, còn đẩy tới hộp diêm cho em trai nữa. Đợi khi Henry quẹt que diêm lên, khí ga bùng cháy thổi bay anh trai lên như quả đại bác, rơi tọt xuống hồ nằm đúng vào bồn tắm hôm nọ. Em trai thì bị bắn vào tủ bát đĩa, đang lúc tưởng sống thì bị tủ sập xuống kẹp vào tay. Bây giờ thì hai anh em tức giận đến cực hạn rồi. Anh trai cầm khẩu súng muốn săn chú chuột, Harry khuyên ngăn như vậy có thể phá sập căn nhà, nhưng anh trai không thể chịu nổi được nữa, thế là cứ nhìn thấy chú chuột ở đâu là bắn, cho dù có phải phá nát căn nhà cũng phải tiêu diệt, nhưng chú chuột đó đâu phải dạng vừa, nó cố tình dẫn dụ hai người nổ súng, sau đó âm thầm đặt bình xăng ở dưới sàn nhà, đợi khi hai người nổ súng thì một cú nổ lớn vang lên, sàn nhà cứ vậy sập xuống một hố cực lớn, hai anh em hoàn toàn bất lực nhìn chú chuột, vì bất đồng chuyện tiêu diệt chú chuột khiến hai thằng cãi nhau, cứ người này đổ lỗi cho người kia phá hỏng ngôi nhà. Cậu em ném quả cam vào anh nhưng chúng ngay chú chuột bất tỉnh, cuối cùng thì họ cũng báo được thù, nhưng khi em trai định ra tay kết liễu lại thấy tội nghiệp, nhìn chú chuột thoi thóp không nỡ lòng nào, anh trai bực mình giành lấy cái xẻng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay, bởi vì sau những ngày này hai người đã nảy sinh tình cảm với nó, vì không nỡ thủ tiêu chú chuột, hai người đành đóng nó vào hộp quà gửi chuyển phát nhanh, chú chuột theo máy bay được vận chuyển ra tận nước ngoài, tranh thủ những ngày đó hai anh em sửa lại ngôi nhà, rất nhanh ngôi nhà đã trở lại hiện trạng nguyên vẹn, vừa kịp thời tới ngày tổ chức đấu giá, lần này họ hy vọng sẽ thu được về 300 tỷ. Ai ngờ khi anh trai vào bếp xem xét đồ ăn, vị công tước đã trả ngôi nhà lên 500 tỷ, anh trai do dự vẫn muốn tổ chức đấu giá. Đúng lúc này một chuyện không hay xảy ra, vì họ quên không ghi địa chỉ người nhận trên hộp quà, nên con chuột đã bị trả hàng lại chính ngôi nhà của họ. Bên trong buổi đấu giá cũng bắt đầu, Henry vội ra hiệu cho anh trai con chuột đã quay trở lại. Quả nhiên khi David đang phát biểu bất ngờ chú chuột chui lên bàn, anh trai thấy vậy liền điên cuồng lấy búa đập, khiến khán giả bên dưới giật hết cả mình, nhưng kết quả vẫn là con chuột trốn thoát. Trước tiên nó đậu lên đầu một quý bà, thấy hai người tiếp cận muốn bắt. Chú chuột lại nhảy thẳng vào áo một bà, Henry mải mê bắt chú chuột trong áo mà không để ý quý bà rất thích, tới khi cậu bắt được nó giơ lên, ai ngờ chú chuột lại theo đó chui xuống tay áo, biểu cảm của Henry khiến ai cũng phải khó hiểu. Anh vô tình vung tay khiến mẩu thuốc rơi vào tóc quý bà bốc khói, anh trai thấy vậy muốn dập lửa, tiện tay với cốc rượu đổ vào càng khiến cháy to hơn. Buổi đấu giá bây giờ tuy đã khá loạn, nhưng vẫn có người ra giá tới 600 tỷ, thấy vậy công tước hét giá lên 700 tỷ đồng, nhưng chú chuột bên dưới nào có để yên, nó chạy khắp phòng khiến loạn càng thêm loạn. Em trai lúc này kiếm được vòi nước vào. Anh trai chọc vào lỗ muốn xả nước ngập hang chuột, ai ngờ em trai vặn nước tụt bố nó khóa, cứ nghĩ lần này có thể dìm chết nó, ai ngờ. Hai anh em ung dung quay lại phiên đấu giá, bên trong từng nước chảy vào hang chuột không cách nào ngừng, nước như cơn sóng thần đuổi theo chú chuột, Tôm chỉ có thể bỏ chạy tụt quần. Bên trong các bức tường nước đang không ngừng dâng lên, Tôm đành ngồi vào cái cốc lánh nạn. Bên trong hai anh em đang xem đấu giá, lúc này đã có người trả lên tới 900 tỷ đồng. Vị công tước bực mình hét lên 1.000 tỷ cho chắc, dường như đây là mức giá cuối cùng. Ngay khi chủ tọa chuẩn bị chốt giá, nước bất ngờ trào ra từ bức tường phía sau, như cơn đại hồng thủy cuốn phăng tất cả ra ngoài. Thấy các quan khách đang vội rời khỏi, anh trai tuyên bố rằng ngôi nhà rất bền. Vừa nói xong thì ngôi nhà liền sập đổ xuống, giấc mơ làm giàu của hai anh em giờ đã tan tành. Một ngôi nhà ngàn tỷ đồng chớp mắt không còn gì cả. Chỉ còn lại duy nhất sợi dây của bố truyền lại cho hai anh em. Nhớ tới bố, họ vội trở về nhà máy sản xuất mà không để ý chú chuột đã bám theo xe của họ. Đợi lúc hai anh em đi ngủ, chú chuột tự mình khởi động cả nhà máy lên. Nghe tiếng động, hai anh em thức giấc ra ngoài. Họ phát hiện cuộn dây vừa được sản xuất rất kỳ lạ. David nếm thử phát hiện rất ngon. Hóa ra chú chuột đã bí mật bỏ phô mai vào máy xe sợi. Thế là nhà máy sợi dây liền chuyển thành sản xuất sợi mì. Từ đây làm ra rất nhiều món ăn nhanh tiện lợi. Tôm giờ là đầu bếp chuyên phụ trách công thức món ăn cho nhà máy. Mỗi năm giúp hai anh em thu lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Người cha tự hào tới mức bức tranh của ông cũng phải mỉm cười. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.